Ok, xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ dẫn với anh em một cái cách tính toán ngay khi trước khi ra cây nha anh em. Em làm cái món đồ gì không cần biết, nhưng mà anh em phải ưu tiên cây dài trước. Sau đó anh em sẽ ưu tiên cái mặt lớn trước, rồi mới tới những cái cây nhỏ và cây ngắn nha anh em. Những cái cây cong nè, những cây cong anh em để không? Mình sẽ lấy một cây thước thẳng. Mình canh thẳng cái miếng gỗ của mình trước nè. Và mình đo cái phần nhỏ nhất của nó. Ở đây này nhỏ nhất nè anh em. Thấy không? Mình đo nè. Ở đây nó còn được 29. Thấy không anh em? 29 thì có nghĩa là mình lấy được cái cây á 5, cái này là cái miếng này là 529 ha. Thì mình lấy được, mình lấy cái cây 522 á thì còn dư được lại một cây 57 của anh em. Thì cái cây 57 nó là nó vô cái quy cách của mình cần xài rồi. Thì anh em mà nhớ không? Ví dụ như phách 5 nè. Phách 5 của mình thì mình có những cái cây gì? Thấy không? Vô quy cách đó, thường thông dụng của nó thường thường là có 50 nè. Sau đó từ 57, sau đó là tới 3 năm. Đó là những cái quy cách thông dụng. Còn nó rớt ngoài những quy cách đó nữa thì tùy theo cái món hàng của anh em sắp làm thôi. Thì mình sẽ tính toán. Ví dụ anh em có xài cây 56 hoặc là 58 gì đó thì mình sắp sửa, mình sắp làm thì mình có thể chừa lại được nha anh em. Còn thí dụ như mà anh em chưa có cái, giống như mà chưa có cái ý tưởng gì để làm á, chưa có cái đồ gì chuẩn bị mình làm á, mà cái cây nữa mình nó rớt vô cái cây bự như này nè, mà anh em muốn lấy cây mà cái cây còn rớt lại á, thì anh em sẽ tính cho nó vô quy cách của nó. Thí dụ phách 5 nè là nó sẽ vô 50, 57 và 3 năm là hết rồi. Ba cái quy cách đó là rất là thông dụng, là anh em xài rất là nhiều trong cái lúc mà mình làm đồ. Còn những cái quy cách khác thì nó ít lắm anh em nhớ ha. Như phách 5 nè, mình giờ mình đang ra phách 5 thì mình sẽ hướng dẫn anh em ở phách 5 nè. Khi mình lấy được nguyên miếng cây lớn này nè mà nó bị cong nè ha, anh em băng một cái tầm dài như này, xong sau đó mình đo cái phần nhỏ nhất của nó nè. Thì mình như hồi nãy mình lưu ý với anh em, mình sẽ lấy cây dài anh em, ưu tiên lấy cây dài đó. Thì đây nè, ở đây mình còn 29 đúng không đó, thì mình lấy miếng 22 thì nó còn lại là 7 phân, là vô cái cây 57 là vô quy cách cây luôn nha anh em đó. Còn thí dụ như á, cái phần này là 29 nè, cái cây của mình á là 29 nè đúng không, thì mình lấy 22 là còn 57 là vô quy cách rồi, là mình vô quy cách rồi nha anh em. Thì mình sẽ băng sát cái đầu giống vậy nè, anh em thấy không đó, băng sát cái đầu giống vậy luôn đó, để mình còn được cái cây 57. Thí dụ như qua đây mình còn 30 nè, không, mình còn 30, thí dụ như mình còn 30, mình lấy cái miếng có 22 thôi thì nó là còn dư tới 8 thôi mấy bạn đây. Thì cái cây 58 nó không vô quy cách nha anh em, nghe thấy không, cây 58 nó không vô quy cách thì mình sẽ nhích vô đây chút xíu nữa, mình nhích vô đây chút xíu để mình còn chừa lại bên đây nó 7 phân vô cái cây quy cách 57 của mình thôi ha, vô cây quy cách 57 của mình thôi. Mà mình ở đây mình vừa lấy được cái miếng đẹp nè, vừa mới lấy được cái miếng cái cây 22 của mình cần lấy đẹp không bị giác. Và cái thứ hai nữa, một phần nữa là mình có thể lấy được nguyên cái cọng cây dài này làm chỉ nè anh em. Anh em vừa lấy được cái phần cái miếng cây lớn này mình cần lấy, nó vừa đẹp nè, hết giác nè, và mình có thể vừa lấy được cái cọng chỉ dài này nè anh em, thấy không, bên đây còn cái thịt dài nè, thì mình có thể lấy được cái cọng chỉ 1 năm để mình làm chỉ làm ri phun bao nha anh em đó. Thì đây là cái cách ra cây của mình. Dạ bây giờ mình sẽ ra cái cây này cho anh em coi. Thì những cái phách cây lớn như thế này nè anh em, cây này lớn mà nặng á, một mình không thể nào đem lên máy liên hợp để mình cưa được á, thì mình sẽ sử dụng cái máy cưa cầm tay nha anh em. Hồi nãy mình nói á là cái phần cây ở đây của mình chỉ có 29 thôi, thì mình lấy 22 thì ở đây của mình còn lại là 7 phân rồi, thì mình buộc lòng mình phải lấy ở đây là sát nè, mình chấp nhận lấy miếng giác á. Nhưng mà mình tính toán được là chút xíu mình sẽ bỏ hết giác thì mình sẽ lấy nha anh em, còn không thì anh em cứ hạ nó xuống quy cách nữa, thấy không. Như mình á thì hồi nãy là mình đã nói là bây giờ mình sẽ lấy tầm sát cỡ của nó nè này ha, lấy sát hai đầu á. Thì anh em nhớ mình khi mình bỏ mấy anh đây trước cho dễ nên anh em, chỉ cần mình lấy hai cái đầu gác của nó thôi là nó dễ hơn cho anh em mà lấy bên đây nè, khi anh em mà lấy bên cái chiều cong này nè, không lấy bên chiều cong này thì mình canh qua lại nó rất là khó nha anh em. Hai cái đầu mình sẽ khó lượng hơn, mình lấy bên đây cho nó dễ.
không, mình lấy bên cái chiều cong như thế này nè anh em, để không mình lấy theo chiều cong như thế này, chỉ cần băng thẳng hai cái đầu của nó thôi là xong đó. Mình sẽ băng thẳng nè, gạch mặt trước nha anh em. Rồi thì tới đây nè đó, anh em kẻ mực xong á, anh em có thể lấy luôn cái máy cắt tay á, anh em cưa theo mực. Còn mà anh em mà muốn cưa mà nó thẳng luôn á thì mình tự tin vào cái cây cỡ này của mình thẳng rồi, cái gì mình sẽ đóng cỡ luôn anh em, mình sẽ đóng cỡ và mình lấy cái cây, lấy cái máy cưa mình cưa là nó thẳng băng ngon lành luôn anh em. Đây nè, ở đây mình có cái máy cưa cầm tay của mình nè, thì anh em biết á, mình muốn trước khi mình muốn đóng cái cỡ ra mình râm cây bằng cái máy này á, thì anh em sẽ đo cho mình ở mấy mấy đây nha anh em nè, thấy không, từ đây nè, từ đây ra tới cái mép dĩa ngoài này của mình nè, anh em thấy không, tương đối thôi thì nó là 10 phân đúng nè anh em, thì mình chỉ cần đóng cái cỡ rồi nè, thấy không, 10 phân đúng không đó, thì anh em chỉ cần đóng cái cỡ này từ đây ra đây 10 phân thôi anh em, anh em chỉ cần đóng cái cỡ này nè, từ đây ra đây 10 phân thôi nha, 10 phân là anh em đẩy là bảo đảm ngay mực này và nó sẽ rất là thẳng nha. Nhưng mà anh em phải có chút xíu lưu ý là anh em phải đóng cái cây cỡ này cho nó cứng nha anh em. Nè ở đây nè, anh em nhớ lưu ý nha, mình sẽ đóng đinh cái cây cỡ này sẽ thật cứng nha anh em. Chứ để nếu mà anh em chỉ có đóng đinh có hai cái đầu á, mình thấy có rất là nhiều anh em đóng đinh chỉ có hai đầu thôi, đầu này và đầu cuối kia thôi. Thì khi anh em cưa vô cái khoảng giữa này nè, cưa vô khoảng giữa này có khả năng cái miếng này sẽ bị cong nha anh em. Thấy không? Cái miếng cây này nó sẽ bị cong nè. Cong vô đây nè. Thì nó sẽ là mình ăn phạm mực nha anh em, rất là nguy hiểm, anh em phải đóng cỡ cứng hai đầu. Thì ở đây khi anh em đóng đinh á, đóng đinh cái cỡ này anh em có lưu ý ha, cái đinh của mình nè, mình sẽ cắt cái đầu đinh này đi, cắt đinh này đi để khi mình đóng á nó vẫn cứng, nhưng mà khi mình cạy ra nó rất là dễ nha anh em. Anh em nhớ lưu ý này, đừng bao giờ để nguyên cái đinh này đóng, thì nó sẽ khi mình đóng xuống nó cứng lắm, nhưng mà mình nhổ ra nó rất là khó nha anh em. Anh em nhớ cắt cái đầu nó đi, cắt cái đầu nó đi rồi mình hãy đóng cỡ nó, mình đóng sát vô nó, cỡ này nó rất là cứng và khi mình nhổ lên rất dễ dàng. Đây nè, sau khi anh em đóng cỡ xong á thì mình sẽ đút vô mình nhấp thử cái nghe anh em. Nhấp thử cái, thí dụ như hồi nãy mình lấy là mình 10 phân đúng không? Mình đo ra từ đây tới cỡ là 10 phân nè, mình đút ở đây mình cưa nè. Mình cưa đây coi có độ sai số nó là bao nhiêu nghe anh em, hoặc là có chính xác hay không. Đây nè, như anh em thấy nè. Mình đo cái cỡ là 10 phân và mình cưa nè, anh em thấy không? Ngay chính xác luôn nè. Đây anh em thấy không? Đó, khi mình đóng cái cỡ là mình cưa rất là thẳng nha anh em. Như anh em thấy không? Đó, đường cưa của mình rất là thẳng nè. Đó, đừng chút xíu mình đỡ phải bào nha anh em. Đây cây nặng. Nhưng mà mình phải làm là thẳng như vậy, mình đừng mình đỡ phải bào. Ha anh em ha. Rồi như vậy thì mình tiếp tục mình cưa ra cái quy cách của cái cây luôn. À, tới đây anh em sẽ thấy
cái tác dụng của việc mà cắt cái đầu đinh đi nè anh em, mình cạy ra rất là dễ. À, đây nè anh em, sau khi mình đã đưa được cưa được một cái đường thẳng rồi á, mình sẽ quyết định lấy cái cây này của mình 22 nè, mình sẽ đo ra 22 nha anh em. Đó, đo ra 22 để mình lấy. Và mình có chút xíu lưu ý này gì cho anh em nè. Đây anh em mình có cái lưu ý nè, thấy không? Ví dụ như ở đây mình còn là 8 phân nè anh em. Mình còn 8 phân tại vì hồi nãy cái mình lật cái chiều lại cái đây nó bị nó xéo anh em. Cái mặt ở dưới 7 phân nhưng mặt này 8 phân à. Mình đo ví dụ như ở đây mình còn cái cây 57 nè chẳng hạn nha anh em. Đây mình còn 8 phân nè. Đó thì anh em sẽ đo ra hai cái đầu. Đo ra hai cái đầu này mỗi bên 8 phân để mình quyết định mình lấy được cái cây dài 8 phân này anh em. Đó. Anh em kẻ ra 8 phân để mình quyết định mình lấy được cái cây dài 8 phân nữa nè. Thấy không? Còn cái phần này mình bỏ đi nè. Lát nữa mình có xài cây gì mà ngắn nhỏ gì đó thì xài. Như hồi nãy mình nguyên tắc mình nói á là mình sẽ phải lấy cây dài trước nha anh em. Thấy không? Lấy cây dài trước nè. Đó, thì mình giờ mình sẽ cứa bỏ phần này đi trước. Thấy không? Anh em biết á, như nếu mà anh em mà để một phát luôn á, mình để nguyên cái mực như vậy nè mà mình cưa mình lấy cái cây này 22 trước á là chắc chắn nó sẽ bị công việc nha anh em. Và có thể là nó không có được như ý mình muốn nữa đó. Nó công việc anh em. Tốt nhất là anh em nè, lấy được cái cây dài như hồi nãy mình muốn nè. Nó cái chỗ nhỏ nhất của mình là 8 phân, mình sẽ lấy ra một cái cây dài 8 phân luôn. Đó, còn cái phần này mình sẽ cứa bỏ đi. Để hạn chế việc mà khi mình cưa cái đường này nè, nó bị công việc nha anh em. Có thể là nó giật tét cái cây của mình luôn á. Thấy không? Anh em nhớ lưu ý, bỏ cái phần rìa này trước nè. Phần này lát nữa mình xài mấy cây nhỏ 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 tính sao, bỏ này trước anh em ha. Rồi thì tới đây á, sau khi mà anh em đã rong cái bìa này xong rồi đó, thì giờ chỉ cần mình đóng cái cỡ để mình lấy cái cây này của mình cần muốn ra thôi nha anh em. Đây anh em,
Đó, sau khi mình cua xong mình sẽ được cái miếng 22 nè anh em. Anh em thấy không? 22 nè ha. Và rất là thắng thét ngon lành nha anh em. Hai bên của nó nè. Anh em thấy không? Thắng thét ngon lành. Hai bên đó nè. Cái khúc mà cưa mấy cây này ra anh em cũng nhớ lưu ý nha. Khúc cưa mấy cây này ra nè, anh em cũng cần lưu ý nè. Là đó, mình cũng phải cưa từ ở trên đầu nó xuống nha anh em. Cái có một cái clip trước mình để chỉ hướng dẫn các anh em cách ra cây mà cưa từ trên đầu xuống á, mình sẽ để link ở trên đây. Anh em nào muốn coi hay coi lại thì mình sẽ nhìn theo cái bông cây đó mình để mình định hướng cái cây đâu là ngọn, đâu là gốc nha anh em. Thì mình quy tắc cưa cây mình sẽ cưa từ cái ngọn xuống dưới gốc. Đó, mình sẽ được cái cây như thế này. Đó, cái cây này mình cần xài nè. Và cái cây này anh em thấy nè. Cái cây này đó là cái cây nó rớt ra nè. Mình để lại mình có thể mình xài những khác được nha anh em. Thì đây nè. Vô cái quy cách của mình, ví dụ như đây là vô quy cách 57 nè anh em. Vô 57 thì mình có thể làm trụ tủ hoặc là mình làm rất là nhiều thứ. Nói chung là đây là vô quy cách rồi. Thấy không? Và một miếng thịt này lại nè. Miếng thịt hồi nãy mình nói nè. Thì cái miếng này mình cũng có thể làm được chuyện khác nè. Nhưng mà ở đây mình có thể ra được cây 3 năm ở đây nè anh em. Ra 3 năm dài mét mấy thôi cũng ra được nè. Đó. Cây nhiều. Ví dụ như phát công này mình cắt ngắn được thì mình cắt. Đó, mình có xài cây ngắn thì mình khuyên anh em là cắt ngắn. Tại vì những có những cái khung bao ngắn anh em, hoặc là những cái thứ gì mình mà ngắn mà mình cần xài mặt lớn rồi nè. Anh em hiểu không? Ngắn mà mình cần mà xài mặt lớn á, mình xài mặt lớn mà mình không cần dài thì mình cắt cái cây này ra. Còn mình bắt buộc phải xài cây dài á thì cái trường hợp này anh em đừng tiếc nuối gì mấy cái lụng dụng lằng vằng nữa. Quyết định ra cái cây này thật đẹp cho mình. Còn mấy cái thằng này tính sao? Không, lụng dụng lằng vằng mình có thể xài được cò ghế nè, kiềng ghế hoặc là những cái cây bổ này kia cái nọ anh em, rất là nhiều việc để mình xài. Thì mình đừng quan tâm tới nó nữa. Quyết định lấy cây này thật đẹp cho mình. Nè, tới đây anh em thấy nè không? Ở đây nè, cái phần thịt mình nó còn dư lại nè. Ở trên đây 5 phân nhưng mà nó đổ nó xéo xuống nè anh em. Thấy không? Có nghĩa là cái đây mình lấy tối đa chỉ có 3 phân thôi. Ừ, mình chỉ lấy tối đa cái cây này cũng 3 phân thôi. Và đằng này nè, đầu này anh em thấy nó còn dư thịt khá là nhiều nè. Thì mình có thể lấy được cái cây 50. Nè thấy không? Mình thấy lấy được cái cây 50 vậy 80 luôn nè. Đó thì mình sẽ quyết định chọn lấy một khúc này. Đó, mình bỏ phần này đi. Và đằng kia mình cũng sẽ lấy ra một cây 3 phân. Anh em nhớ phải bỏ cái bè này trước xong mình mới lấy cái miếng cây bự của mình cần lấy được. Chứ anh em cưa một phát là lấy luôn cái đường này á. Và cái miếng cây này có khả năng sẽ bị giật và có khả năng bị tét luôn nha anh em.
Lúc này anh em phải nhớ cho mình nha, một quy tắc bất di bất dịch là ba lần đo một lần cắt nha anh em. Đo kỹ lưỡng xong bắt đầu mình sẽ cắt. Sau khi mình cưa ra thì mình còn được một miếng như thế này đó. Thì ví dụ như mình có anh em có thể nghe từng dài xài cây dài là 3 năm dài sọc như vậy, thì theo lúc cây anh em còn xài ha, còn không là mình cũng có thể xài được mấy đoạn ngắn 5-10 nè, được làm để làm chân bàn hay làm cái gì đó không biết, ngắn chân bàn 5-10 này và một cái cây 3 năm dài 2 mét hơn nha anh em đó. Thì tùy theo mục đích anh em xài thôi. Và lấy như thế này thì mình sẽ là hạn chế nhất cái việc mà củi đi nha anh em. Đó, mình sẽ lấy rất là nhiều cây để mình xài được cái công việc của mình. Đó. À, đây ha anh em. Đây là cũng làm những cây mình đã sau khi mình đã cưa xong nè, anh em thấy này không? Đó, hai bên rất là thẳng thét ngon lành. Rồi, ok ha anh em ha. Thì anh em nào coi được tới cái lúc này á mà thấy video mình có hữu ích á, thì hãy để lại cho mình một like nha. Anh em nào chưa bấm nút đăng ký kênh thì hãy bấm cho mình nút đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho mình. Mình sẽ nếu anh em nào mà thích cái chủ đề giống như thế này á thì hãy để lại phần comment cho mình biết nha. Mình sẽ tiếp tục làm thêm những video để chia sẻ về những cái kinh nghiệm, những cái kỹ thuật trong nghề mộc của mình cho anh em coi. Như anh em thấy ở mình đây có hai miếng cây này nha. Hai miếng cây thì cái miếng cây này á nó ít công hơn miếng cây này, thì mình làm cách nào để mình bắt cặp hai cái cây này nè, để mình khi mình đóng chặn lại á, khi mình nói chung là sẽ có một cái cách để hướng dẫn cho anh em làm cho hai cây này nè nó đều thẳng hết để mình làm được cái khung bao nha anh em. Ok, hẹn anh em ở video tiếp theo.